chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chặn được ỉ khô. Đấy, đánh ra. Bắn thì chết khủng rồi. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kala TV. Này tao mau TV tao mau à? Hôm nay anh em mình đi bắt dế các bạn. Hôm nay đi okay, hút dế. Phải bắt dế mình có món gọi là huyền thoại. Một cái cao bên kia. Thôi kệ. Thì nó đi lấy. Món huyền thoại anh em mình. Dế xiên miền phiêu lưu ký. Chuẩn. Đi sang bên này đi. Đi sang cái rừng bên này. Mọi người theo dõi nhá. Mày lắm. Đây rồi. Đi đâu hết kìa. Đấy, không bắt được chứ, tao cháu ấy nhỉ. Đá còn được cháu. À đây. Đây rồi. Để im đấy không. Đấy, bỏ ra, bỏ im khe. Thấy bối bối nè. Chứ tôi phải tạo múc nước. Để lấy lỗ, anh múc nước đi. Lỗ đâu. Đây. Rồi, để tao múc nước ra. Từ từ. Lấy lỗ. Cái này lỗ nó đây này. Chứ con này bé à? Có một lỗ run. Lỗ run, lỗ dế đấy. Dế gì có bé tí này. Đưa đây. Đấy. Rồi. Dế to thế. Đưa xem nào. Chết rỉa thế rồi. Bây giờ dế người ta cần dế đóng bỉm người ta đã bắt rồi. Ui anh cho cái cục kia vào tắc ấy. Tắc thôi rồi, tắc. Anh ơi, đưa con dao đây. Tí nó, ôi là nó, thôi. Để chặt vào đây luôn, chỉ chặt nó. Dao đâu? Thôi chưa? Anh mang con dao mà. Cho nó lên hả? Nó vừa thổi dầu xong. Thổi dầu? Vừa thổi dầu xong nhỉ. Anh lao bắt nó thổi dầu luôn. Anh đừng đứng ở đầu nó nghe, nó nhìn thấy nông lên rồi. Anh em mình nhép ở đầu này thôi. Thế thì lấy cái gì chặn nó? Phải lấy con dao chặt nó rồi. Ra chưa? Lúc ấy vừa chỉ nó phốc đầu lên lại tụt xuống. Điều. Luôn cái lúc đầu tiên này. Có điều vết đấy chị được. Nó trời ra chỗ này mà nhỉ. Anh vừa rót được tí là nó phốc ra luôn. Tao từ lúc chả thấy cái tăm bơi gì đâu. Dạo này chấm gió kinh quá. Được rồi, cho nó nghỉ không ra chứ. Nghỉ. Cứ dốc đầy nước vào. Anh gái rồi. Bắt nó phải ra. Khai chui ra luôn. Vâng. Ơi, nó hay có hàng ngách thôi mẹ. Con nào có hàng ngách đấy. Sao nó phục ra hàng ngách đấy. Ngách cái gì, cái lỗ bé tí này. Anh làm sợ dầu. Sợ dầu bỡ. Mày thở dầu ra. Mày lấy kia đây để tao đảo tao bút nó lên. Anh lấy con dao đi. Nhưng mà có sâu không nhỉ? Không, nó chặt tầm này thôi. Như tao đem cuốc không nhỉ? Hay lại không mà. Sao? Để tao đi mượn. Tránh ra. Con này nó lì lắm. Lì thì phải đòn à. Ôi, đây này, anh chặn ngay đây, nó vừa đây này. Chặn được ỉ khô à. Bắn thì chết khủng rồi. Chết được.
này lỗ con nước, đường nước nó đây này. Đánh ngại băm. Ít chả băm được. Dao thì chả để băm được gì. Ngay kia. Lúc này anh chấn nó ngay đây. tao thấy cái mày nhìn thấy mấy lần rồi. Chém gió. Nó ngay ở đây xong. Mất bố đường clip lỗ rồi. À đấy. Đấy đó. Lỗ nó phải ướt ướt đấy nhỉ. Ngâm đường lạc lối rồi. Ủa, bây giờ mình tìm kiểu gì? Nhưng mà mày có chắc là mày thấy không ạ? Chắc chắc chắn em thấy bạn ơi. Tao chả thấy. Tìm lỗ mũi. Anh Sơn bập cho cái đường nào cái này ở chỗ này vẫn mềm nước xuống đến đây này. Thế nước xuống mà đất vẫn còn khỉ. Đất này màu nâu chứ. Thôi đi chơi tìm hàng khác để chặt cái que tre ấy. Xong rồi sấn sấn à, chọc lỗ nó đi rồi đủ vào nước đã. Đi xuống vai vẽ đi. Dưới nơi mình nhiều này. Anh chả biết gì cả. Đại khuôn ở trên kia không có. Ngày trước em hôn đấy nhiều rồi. Nó rung dạ nhiều hả? Đây. Ôi xà. Đây. Để im. Anh đi lấy nước đi. Anh lấy nước. Ừ. Không ngồi im này em. Im biết rồi. Cứ im em gạt cho. Chỉ còn lòng đừng cần. Đừng gạt. Ây, đây này. Phải chọn một cái cây nữa để thông lỗ. Ui con sâu này. Đây. Từ từ. Chả biết không gì. Phải thông im. Bỏ ra. Chọc vào đi. Đấy, gạt vào cái bùn đi. Mày tưởng mày khôn lắm đấy. Đấy. Chuẩn bị. Nắn nha con lỗ nó vào. Con đất nó vào đấy. Rồi. Nắn phải theo đường rồi. Của nó nhé. Rồi, náu đi, anh náu đi. Không nó thấy nó lên. Lâu đây, lên á. Bên này, ui con sâu này. Sang bên này náu này. Đây, đi được. Ê, mày. Con khốn này. Mày đang đi đạp mái ở đâu? Ấy, đâu ấy? Ui, ui con sâu kìa, con sâu. Rồi, đây. Ui, con này lạ, cho em để sau em về em nhân giống. Cho nó vào sâu. Rồi, để em đồ trả cho. Ý, đợi, từ. Phải ngăn cái đường nữa. Không phải ngăn tí không, nữa đi chọc. Tí nữa, đây, không phải ngăn đây này. Mình để sẵn tí nữa, mình sụp vát ngủ đấy. À, lấy luôn con dao tí nữa, từ. Rồi. Đấy. Ấy. Mày sắp lên rồi. Nó mà chạm nước một hai lần đầu. Nó chưa quen, nó phộc phát là lên luôn. Phộc là tao dí luôn. Được không nghe là hang bọ hùm. Lâu đấy. Nó đùng đấy. Em lấy nước nha. Ừ. Mẹ hàng này. Nhiều này. Ngách nó luôn đây này. Ôi sao nó uống nước mình như kiểu trâu uống nước lá nhỉ. Trâu uống phi là tốt. Ngách nó luôn đây mà. Trời. Anh tìm nhau có cái ngách nào khác không? Ở đây này. Đây này, vào đây này. Đấy, nó vào đây này. Đấy. Ui đây. Ở đây này. Đó. Đây. Ui. Ôi, ngay. Ui. Nó nhảy. Đây. Tao nó đụt lên. Đừng. Con dao đâu? Đây, tao cậy lên. Phổ nhá. Ui, đây không có anh ơi. Ui, nhiều vậy. Đây. Bắt bên này đã. Để con dao đây này. Đấy, một con, hai con. Vào kho. Đưa cái que đây. Đây. Đây này. Ui, tổ của nó anh ạ. Thấy chưa, nhiều lắm. Đây. Ôi. Sao cần dế bé nhỉ. Im đây. Bên này im, tránh ra tao vạch ra sao. Mày. Ui. Đây, vô. Đây này, còn to đây. Mày ở bữa ấy. Đây, hai con nữa. Ba con luôn. Đây. Ui, đây. Mấy con anh ạ. Từ. Hang này sâu đấy. Nhấm gậy lên.
Đây, tránh, đây, vặn đây. Đây, 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 tóm. Đây, 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 đây. Mày bởi chạy. Đây nữa này. Tránh, đấy. Anh chọc nó, đau ấy. Đấy, đấy, đấy. Nhanh á. Đây, vẫn còn. Còn không? Con gì? Đấy, xem đây. Biết rồi. Đây, bên này. Hết rồi. Hết rồi, đi. Sang bên này. Thế thế, ta mới đi vạch đi. Đây. Đi, đi vạch. Đi vạch được với nhiều. Với dạ nhiều lắm. Đi. Đây. Đây, đây. Đây thì vạch mấy đống này ra. Đó. Đống này đốt mất rồi. Đây, đây. Vạch cái này ra xem nào. Đấy làm gì có, nó đốt rồi. Có. Ê, anh ơi. Ui, ui nhiều thứ. Nhiều quá. Ui. Ui, ui, ui. Qua đây mà ăn hạt ngô. Ui. Ui, xong. Hạt ngô nhiều vậy. Ui, ta. Thấy chưa, ta bảo rồi. Vạch mấy đống như thế này là được đầy. Ui, ui nó bò hết. Đi sang bên kia đào tiếp này. Không, tí nữa đi vạch cái này này. Ui nhiều ấy, ui nhiều. Ui, ui chà chà chà. Đây này, đây này, đây này. Trong trong góc kia cũng còn rồi. Một cái chỗ ẩm ẩm. Bé nhỉ. Đến mùa này, người ta cày hết thế là nó chui hết lên đời anh nhỉ. Nào dám nó vác mày cày ra cái ruộng lại ấy. Cày lên. Cày lên. Ừ. Còn không? Đây. Ui. Đây dòng này. Ừ, nó nhảy hết rồi. Đấy 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 đấy. Nhảy thế. Đấy. Đấy. Đi, đi sang bên này. Cầm nước đi làm gì nữa. Đi đi. Đây đây, bên này bới bên này này. Không. Đi sang bên này. Vạch mấy chỗ này xem. Ui ui, đây đây đây. Đó. Ui. Ui da 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 da. Trời ơi. Ui, ai biết được nó cày lên nó trở lại rút hết lên đấy. Nhiều thế. Ui nhiều quá, con này chết to. Ui. Bỏ vậy. Đấy. Rút vào nó ăn hạt ngô mới ăn lạc. Cày nước bỏ chỗ khô. Ui nhanh nhỉ. Mấy cái con ở ngoài nó nhìn thấy nó chạy gì á. Lắm luôn. Ui, ây. Đây này. Ui. 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 Đây này. Bao nhiêu. Ui. À, hết rồi. Tìm kỹ vào. Thế rồi. Chỗ nào nó. Đây mày bới tiếp bên này đi. Nó hợp cái bang rồi mình nhiều. Ừ. Chắc bọn này đang tổ chức hợp cái bang đã có bồng pháp rồi. Đấy sang bên này này. Đâu. Bên này. Chửi ra em bới cái đống này đang nhiều. Đâu. Đó, ca, ca của em. Cho nó vào nước để rửa đã. Wow, uống nhiều phân nhờ. Vẫn còn. Bắt đi. Ai da. Úi trời. Vặt,
đâu lấy cái lấy cái ớt ra đấy. Quê đâu rồi anh? Quê đâu rồi? Quê làm gì? Quê chiên của mình ấy. Mày lại vứt hết rồi phải không? Anh vứt. Không. Anh để trên cái kia. Thằng lấy đi. Đâu cái ông này? Cái gì? Tôi đem đi mà. Nước chấm tóc pha tỏi ớt. À không phải nước chấm mà nước ướp. Ăn sống à? Ăn sống gì? Mày đi nhóm lửa đi. Nhóm lửa đi để nướng. Nhóm gì? Xiên vào quê để nướng. Con mày thích đi đấy anh bảo. Xiên vào quê để cho nó. Đấy à? Chứ mày làm nào? Chả xiên vào quê à? Xiên vào quê nướng. Lúa. Ngày trước tao toàn nướng không. Xa. Xong chưa để em chấm ăn xin hộ. Đây tao bật. Cái nhóm lửa xong chưa? Xong rồi. Tao vù vù luôn. Mà để mà đã làm cái gì đẳng cấp nào. Ê! Nào! Đây tao lau tí. Xiên đây. Ai đau. Giặt thế. Xiên thì đi xiên lên đầu. Mày điên à? Xiên ngang nghe được nhiều. Có mỗi hai que thôi. Ui. Xiên đến đây này. Ngang nát bụng. Thấy chưa? Nát. Đi qua khóc vật đứt. Mày không biết xiên. Anh chả biết xiên. Anh cười dù gì cơ. Mày xiên nhiều vào một tí xong rồi đẩn. Xong rồi đẩn. Đây, xiên một đống vào đây này xong đẩn một phát nó không bị nát. Mày hiểu không? Anh lủi thì em đi cái này to. Nghe. Mày xiên kiểu gì đấy? Cái kia, thấy chưa? Tí nữa tao xiên cho mày xem. Ừ, tí nữa. Anh thì kinh rồi. Làm cái gì cũng lề mề. Mãi chả xong. Làm nhóm bếp phát xong rồi. Cái nhóm nhanh ghê nhỉ. Toàn dạ tí đốt rồi thôi rồi bắt đầu. Đấy đâu anh đấy đi. Xiên đi hoài. Đây nhìn thế này. Ôi con này của em. Trùng nó này. Xí thế. Nhặt vẹt. Biết thì mau về nuôi cho đi. Đây này. Xiên cầm này. Xí hết một phát vào trong này. Con nào á. Xí hết một phát vào trong này. Em nuôi nhiều con này á. Đấy thấy chưa. Em về cho gà chỗ ăn nhé. Nhưng mà anh ơi, anh để thế này thì nó ngon ngồi ở đây. Mày sẽ làm nào mà nướng được thì mình làm. Ây da. Ây da da da. Bỏ đi. Ây da 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 da. Rồi. Rồi kệ nó. Đấy. Đấy. Con tết nè. Thế, tao sợ ý. Đấy. Mày đặt luôn. Đấy, mày làm thế nó kia nó cháy mất đấy. Cho nó chín dần, cho nó ngoài này thôi. Trứng ngon lắm. Bùi ai biết con gì. Bùi là con ở dưới ruộng các bạn. Cày lên nó hay nhảy nhảy tâm tâm. À. À ăn xong. Chết luôn. Ừ đây em ạ. Nhanh lau phần em ạ. Nào. Không, tao ăn của tao. Mày nướng toàn giò. Chà chà. Mày ăn nhanh như cẩu. Wow, chị đói. Ăn sướng lắm anh ạ. Ui, thơm. Mọi người, phải thử một lần. Ăn dế đi. Cho các bạn xem. Dế cơm à. Tiếp 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 ăn. Dế này nhớ cũng bán ấy, nhưng mà anh em mình không muốn.
không mua được nên phải đi câu. Mời tất cả mọi người nhá. À phải ăn ba bún ba mùi. Ngon không? Ừ, ngon vẫn trưởng. À, chết luôn nhỉ. Đấy, mày ăn thử của tao xem ngon không ngon. Ăn thử, ăn giao lưu. Kỳ xiên mày dài thế cơ mà. Ừ. Thơm không? Tao nướng ăn sao? Ăn rồi em à. Ngon thơm hơn nhé. Ngon vẫn trưởng. Ngon nhỉ. Ngon lắm các bạn. Loại này phải nói là à, đặc sản. Tí là bát một tí rồi. Vẫn còn một ít mà. Gì mắm, cứ nhớ nó chỗ đấy. Sao mày ra chỗ mày cứ cái đống ngô á. Ừ. Đới. Đây ông cho em mới nha. Ừ. À, ăn ráng ăn mà cơm. Không nướng thì ngon nè. Để nướng tiếp ăn cơm. Một sâu dài. Ăn tí. Bùi nhá, rất bùi, thơm. Ăn những con nào của trứng ấy, ăn nó nổ khục khục khục. Bùi, thơm, ngon cực kì. Tay em bẩn thôi, tay dính rau ấy, tao không bẩn. Mày chấm rau ăn được rồi. Ăn ngon lắm. Đó là anh nướng chất. Anh không thấy, bác qua 3 phút bác để con làm đi thịt cho châu các bếp lùi do ra. Kệ. Ra mình ngon lắm. Dế mẹ vui ký rút vào. Ăn ra mới. Ăn mới. Bạn em xin đấy, tiếp em ăn tiếp. Ngon nữa kìa. Đưa đây để tao xiên. Ừ. Ăn đã nhỉ. Khoái thế. Ngon đấy. Xiên ít một rồi nướng dễ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.